dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu, vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành, di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách, khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội, đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu, cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ, gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn, nhưng nằm ở vị trí bệ thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắc, đái mũ, khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rắc run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái bút, đái rắc là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương y Trọng Đức, Học viện Y dược cổ truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7 đến 9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước, sắp khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Cách dùng: chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày, uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục, đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, sỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi,
giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, giục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do
để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Kinh nghiệm chữa tóc rụng bằng cây sả. Em thấy có nhiều mẹ than thở bị gầu, rồi rụng tóc sau sinh quá. Sẵn có tí kinh nghiệm lận lương, em chia sẻ công thức cách chữa rụng tóc bằng cây sả nhé. Công thức đơn giản chỉ gồm 50ml dầu ô liu mua ở siêu thị, lọ extra virgin là dùng được cho da và tóc. Một cây sả ngắn mua ở chợ, siêu thị. Vỏ bưởi, hạt vỏ cam chanh cắt nhỏ, chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, không lấy vỏ trắng các mẹ nhé. Bưởi ở quê, họ hàng biếu nên yên tâm. Còn mẹ nào sợ phun thuốc thì có thể mua bột vỏ cam, chanh ở các shop nguyên liệu mỹ phẩm. Cách làm cũng rất dễ. Các mẹ chỉ cần bắt chảo nhỏ nhấc lên, cho dầu ô liu vào đun. Cắt xả thành những lát nhỏ cho vào dầu, đảo đều. Mẹ nào muốn tóc nhanh dài thì cho thêm vỏ bưởi cắt nhỏ, còn không thì thôi ạ. Đun tầm 10 phút thôi là được. Đợi dầu nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ dùng dần ạ. Bảo quản dùng được vài tháng các mẹ ạ. Vì không có nước nên không cần bảo quản gì lít cứ cả. Để nhiệt độ phòng là được, chẳng cần cho vào tủ lạnh luôn vì nó là dầu mà. Cách chữa hết gầu bằng cây sả. Mỗi lần các mẹ cho vài giọt dầu ra tay, xoa xoa làm ấm rồi massage khắp da đầu, có thể ủ lại càng tốt ạ. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì gội và xả bình thường. Các mẹ đừng lo gội, sẽ lấy đi lớp dưỡng chất đó. Thời gian 20 phút là đủ để dầu thấm vào gốc tóc rồi ạ. Nếu không gội có thể làm da đầu bị nhờn, tóc bết khó chịu. Tác dụng của cây sả. Sả có tác dụng diệt khuẩn, trị gầu, giảm ngứa rất tốt. Dầu ô liu có tác dụng nuôi dưỡng gốc tóc nên tóc sẽ mọc khỏe, dày. Vỏ bưởi thì quá nổi tiếng về công dụng kích thích mọc tóc rồi nên em không nói thêm nữa. Công thức thì có thế thôi nhưng rất hiệu quả các mẹ nhé. Em đã làm thử và vẫn đang duy trì ạ. Tóc chẳng những hết hẳn gầu, hết rụng tóc mà trộm vía, tóc mọc dài hơn trước nữa. Mẹ nào áp dụng thì fanpage hiệu quả cho em với nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua,
có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tý. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc, dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, bạn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4, khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại đáng sợ của quả dứa có thể bạn không ngờ tới. Dứa là loại quả rất bổ dưỡng, tuy nhiên khi ăn dứa lại phải rất thận trọng, bởi dứa có thể gây nên chứng ngộ độc hay còn gọi là dị ứng rất nguy hiểm. Dứa là loại quả ngon, bổ dưỡng được yêu thích trong mùa hè. Dứa có nhiều chất dinh dưỡng, muối khoáng, vitamin và nhiều chất quý, đặc biệt là glucid, canxi, phospho và vitamin C. Về thành phần hóa học, trong 100g dứa ta có 90,5g nước, 0,8g fructose, 1g axit hữu cơ, 6,5 glucosid, 15mg canxi, 17mg phospho, 0,5mg sắt, 24mg vitamin C và các loại vitamin khác như vitamin B1, B2, PP, carotin. Trong quả dứa có chứa enzyme bromelain hay bromelain, có thể phân hủy protein thành các axit amin. Chính vì thế, quả dứa được tận dụng để ướp thực phẩm cho chống nhừ. Tuy nhiên, những enzyme này quý hơn nhiều so với công dụng mà người ta thường biết. Đã có công trình nghiên cứu cho thấy enzyme của quả dứa có khả năng chữa bệnh tim do có thể làm tăng máu tụ dẫn đến cơn đau tim. Những người bị cao huyết áp nên ăn dứa để tránh nguy cơ tụ máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Bromelain còn có tác dụng làm giảm sự di căn của ung thư, kết hợp với các biện pháp hóa trị hay xạ trị khác. Chính vì thế, trong công nghiệp dược phẩm, người ta thường chiết xuất bromelain từ vỏ và lõi dứa để đưa vào thành phần thuốc điều trị ung thư. Có thể thấy, dứa là loại quả rất bổ dưỡng, tuy nhiên khi ăn dứa lại phải rất thận trọng, bởi dứa có thể gây nên chứng ngộ độc hay còn gọi là dị ứng rất nguy hiểm. Nhiều trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. 1.
nguyên nhân gây dị ứng ngộ độc dứa. Nguyên nhân gây ra dị ứng ngộ độc dứa là do một loại nấm độc Candida tropicalis thường gặp trên mặt đất ẩm. Loại nấm này phát triển mạnh về mùa hè trùng với mùa dứa chín. Do cây dứa mọc thấp, quả dứa nằm gần kề mặt đất. Thêm nữa, vỏ dứa xù xì, mắc ăn sâu vào thân quả nên mầm càng dễ bám. Trong quá trình thu hái, vận chuyển quả dứa cũng thường được đổ đóng dưới đất. Nếu quả nào bị dập, ung thối, nấm Candida có thể xâm nhập và phát triển bên trong làm một số người ăn phải sẽ mắc bệnh. 2. Những biểu hiện dị ứng ngộ độc dứa. Người bị dị ứng ngộ độc dứa thường có những biểu hiện sau: nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng quằn quại, ngứa ngáy toàn thân, miệng lưỡi tê dại, khó thở, nổi mề đay, gây sốc. 3. Xử lý tại nhà khi bị dị ứng ngộ độc dứa. Trong trường hợp bị dị ứng ngộ độc nhẹ, có thể xử lý tại nhà bằng cách gây nôn cho người bệnh. Dùng tay ngoáy họng cho nôn ra hết chất độc vừa ăn phải. Sau đó cho người bệnh uống siro PK với liều lượng người lớn từ 15 đến 30 ml, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi 5 ml. Cần cho uống than hoạt tính để giải trừ hết chất độc của dứa còn sót lại trong cơ thể. Lấy 20 g pha trong 200 ml trước uống một lần. Uống nhắc lại sau 2 giờ với liều lượng 100 g ở người lớn, 25 đến 30 g ở trẻ em. Trong trường hợp bị khó thở, suy hô hấp, cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế. 4. Cách ăn dứa an toàn. Chọn mua dứa tươi và lành lặn không bị dập nát. Gọt bỏ hết vỏ và mắt dứa. Nếu ăn dứa trực tiếp, ăn sống, thì cần cắt nhỏ miếng dứa rồi ngâm vào nước muối nhạt chừng 10 phút để loại bỏ nấm độc. Đồng thời ức chế enzyme phân giải protein khiến người ăn không bị rát lưỡi. Đối với người có cơ địa mẫn cảm hay bị dị ứng và trẻ em nên ăn dứa đã xào, nấu vì khi xào nấu dưới tác động của nhiệt, khả năng gây dị ứng của dứa không còn nữa. Không nên ăn dứa khi đói vì các axit hữu cơ của dứa và bromelain tác động mạnh vào dạ dày, ruột, gây nôn nao khó chịu. Người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết không nên ăn dứa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm chết người khi ăn trứng vịt lộn, nhưng nhiều người mắc cần bỏ gấp kẻo hối không kịp. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm bổ dưỡng càng ăn sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, thực sự thì bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lạm dụng nó sẽ gây tác dụng ngược. Với trứng vịt lộn, nó không chỉ là hàm lượng cholesterol cao hay đầy bụng, khó tiêu, mà còn là chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng. Do đó, đừng để ngon miệng mà hại thân nhé. Dinh dưỡng từ trứng vịt lộn. Bên cạnh các dưỡng chất như 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212g phospho, một quả trứng vịt lộn còn chứa tới 600mg cholesterol, cao gần gấp 3 lần một quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là nếu ăn hàng ngày, nó sẽ dễ gây ra các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ do dư thừa lượng cholesterol. Đặc biệt, người đang mắc các bệnh này dễ bị nặng hơn, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Riêng với trẻ em, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trứng dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu. Trẻ dưới 5 tuổi càng khó tiêu hơn nữa. Việc này dẫn đến trẻ biết ăn do lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái lưng lưỡng. Cũng vì những lý do trên, tiến sĩ Mai khuyên rằng với người trưởng thành, một tuần cũng chỉ nên ăn 2 quả. Còn với trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ. Dễ thừa vitamin A. Việc hạn chế ăn trứng vịt lộn không chỉ bởi nó có hàm lượng cholesterol cao
mà còn vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta cần phải phong phú với các loại thực phẩm. Nếu không, dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, tiến sĩ Mai cũng cho rằng, trong trứng vịt lộn có khá nhiều vitamin A, nên nếu ăn thường xuyên, dễ dẫn đến thừa loại vitamin này với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, khô da. Bên cạnh lưu ý trên, theo tiến sĩ Mai, chúng ta cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối, vì nó dễ gây cảm giác ấm ếch, khó ngủ. Do đó, loại trứng này chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng. Khi ăn, bạn nhớ ăn kèm thêm rau răm với gừng. Gừng sẽ giúp kích thích tiêu hóa, còn rau răm thì làm ấm bụng. Tuy nhiên, nếu đang mang thai ở 3 tháng đầu, thì bạn nên hạn chế ăn rau răm vì nó có thể gây ra hiện tượng bong, sảy thai. Ăn như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng trong đó cao, do vậy là món ăn khó tiêu. Nếu bạn ăn trứng vào buổi tối, khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng, nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Mỗi người lớn khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút, nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn, tránh tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Phụ nữ có thai, ăn trứng vịt lộn không nên dùng với rau răm vì dễ gây chảy máu, sảy thai. Khi ăn trứng vịt lộn thường kèm với rau răm và gừng, bởi theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Rau răm còn có tác dụng làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân có, tránh lạnh bụng, say nắng. Do vậy, điều mà ai cũng thấy đó chính là rau răm sẽ giúp cho người ăn trứng vịt lộn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn có khả năng giảm bớt ham muốn tình dục, đem tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạch tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục. Dùng ăn để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lành, đầy hơi đau bụng, kém ăn, co gân, chuột rút tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lửa loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi găng hoặc ổi mỡ, không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp,
có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuống và nấm quả. Có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ: 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300 g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều, sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công thức trị rụng tóc bằng rau dền cực hiệu quả. Bạn có tin, chúng ta cũng có một công thức trị rụng tóc bằng rau dền vô cùng hiệu quả. Trị rụng tóc bằng vỏ bưởi, nước trà xanh, bồ kết đã quá quen thuộc với bạn rồi. Vậy trị rụng tóc bằng rau dền thì sao nhỉ? Nhắc đến rau dền, bạn sẽ nghĩ ngay đến những món canh thanh mát, những món salad vị ngày hè. Thế nhưng bạn có biết, đằng sau những món ăn hấp dẫn ấy thì rau dền còn được biết đến là một thực phẩm hữu hiệu ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc hết sơ rối. Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị này qua bài viết dưới đây bạn nhé. Khả năng trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Trong đông y, rau dền được coi là một thảo dược quý bởi tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải độc tố cho cơ thể, bổ thận, lọc máu. Thành phần dinh dưỡng có trong rau khá đa dạng với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Đây chính là những điều kiện lý tưởng để đẩy lùi những triệu chứng rụng tóc thường thấy và giúp mái tóc trẻ lâu. Dựa vào kết quả của các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong rau dền có nguồn vitamin B1, B6, B12, PP, các loại khoáng chất, folic và magnesium, đặc biệt là vitamin A dồi dào, giúp loại bỏ căng thẳng nhanh chóng, giữ tinh thần được thư thái, dễ chịu. Đây là một trong những yếu tố để bạn có một mái tóc khỏe mạnh, hết sơ. Tự tin với mái tóc đẹp với cách chữa rụng tóc bằng rau dền. Hàm răng, mái tóc là gốc con người. Do đó, việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe không chỉ mơ ước của riêng phái đẹp mà còn của cả nam giới. Thật khó có thể phủ định rằng một mái tóc đẹp chính là cầu nối cho sự tự tin, giao tiếp công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Thử tưởng tượng khi bạn gặp những vấn đề về tóc, rụng, sơ, rối, chẻ ngọt. Ngay cả việc bạn tạo kiểu tóc yêu thích cũng khiến bạn trở nên lo hay, lúng túng. Để chấm dứt tình trạng này, thay vì việc lựa chọn các sản phẩm hóa chất, đắt tiền, đôi khi lại mang đến kết quả không như ý muốn. Ngay tại nhà thôi thì bạn cũng có thể xóa bỏ nỗi lo tóc rụng chỉ đơn giản bằng rau dền. Ngứa da đầu cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều. Cách trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Bí quyết trị rụng tóc bằng rau dền được thực hiện khá dễ dàng. Bạn chỉ cần lấy lá rau dền, đem rửa sạch rồi giã nhỏ rau để ép lấy nước. Sau đó, bạn lấy bông gòn để thấm phần nước cốt của rau, thấm lên da đầu, tập trung thấm nhiều hơn ở những vùng bị hói hoặc rụng nhiều. Tiếp đến, bạn massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong rau dền nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, đồng thời kích thích hoạt động của các tuyến nang tóc phát triển trở lại. Áp dụng thường xuyên cách này, chỉ trong một thời gian ngắn, tóc bạn sẽ trở nên chắc khỏe hơn và tóc còn mọc nhiều hơn một cách đáng kể. Một cách khác có thể áp dụng là bạn xay nhuyễn rau dền để tạo thành dung dịch bột nhão. Sử dụng hỗn hợp này để đắp lên da đầu 30 phút. Trong thời gian này, chất patani có trong chất xơ của rau sẽ hỗ trợ mái tóc của bạn nhanh dài chỉ trong một thời gian ngắn, đồng thời giúp bạn loại bỏ những căng thẳng cực nhanh. Sau mỗi lần ủ tóc, không ai khác mà chính bạn có thể cảm nhận sự thư thái, thích thú, thú vị này. Một lưu ý nhỏ nhỏ khi sử dụng rau dền để chữa rụng tóc
là bạn nên dùng rau dền đỏ thay vì rau dền trắng. Bởi hàm lượng chất beta-sinthin và chất beta-siamin có trong rau dền đỏ sẽ giúp quá trình chống oxy hóa cho tóc cũng như phòng chống các bệnh về ung thư, tim mạch tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ hôm nay về cách trị rụng tóc bằng rau dền đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm hay việc chăm khéo mái tóc của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamate, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.